mơ màng rất là nhiều. Từ từ hai cặp rồi ạ. Hôm nay tụi này siêu nhiên được hai cặp rồi. Bây giờ là 9 giờ rồi. Chúng tôi chỉ là một cặp cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi xin mời bạn nam này, nãy giờ đứng chờ nãy giờ. Rồi xin mời bạn nam. Rồi xin mời bạn nữ nào ạ. Em đang tự chọn luôn ạ. Rồi biết là thằng phái trai, thằng phái trai bạch huyền rồi. Rồi xin mời bạn nam giới thiệu nào. Rồi Tô Diệu Phương sinh năm 90, một tràng vỗ tay đi ạ. Vâng ạ. Tôi thì không biết ai xảo cái ai hết, nhưng mà các bạn công khai như thế này là ok rồi, được chưa ạ? Rồi tôi xin mời bạn đang có ưu nhược điểm thì bạn đang có thể là nói cho mình biết không ạ? Các bạn có ưu điểm là hát, nhảy, múa, beatbox, dancer, rap gì đó, có thể là phô ít được không ạ? Bạn đang tự nhận mình đẹp trai đúng không ạ? Bạn em tự nhận là đẹp trai. Rồi còn bạn nữ là bạn có ưu điểm gì không ạ? Ưu điểm của mình là hòa đồng, thương, vui vẻ và chân thành nha mọi người nha. Rồi bạn nữ rất là chân thành nha. Tôi thấy bạn nữ rất là chân thành. Vâng, tôi xin giới thiệu đây là nhà tài trợ chính của chúng ta. Hello ạ. Nhà tài trợ một cặp vé trên phim tôi ở đây rất là ngại ạ. Địa điểm của người giữ phía bên đây ạ. Một cặp vé trên phim ngày hôm nay. Các bạn cái cặp bữa nãy đâu không? Cặp bữa nãy từ từ ạ cứ đưa cái hai ảnh máy đâu không? Để lẽ tiêu này. Rồi các bạn tìm được tôi thì cái khách sạn gần đây nhất rồi. Đi nè đâu tôi thấy mệt mỏi lắm rồi nha. Rồi ok, bỏ tạm thời bỏ qua chuyện đó nào. Rồi bây giờ là bạn Phương nè. Bạn Phương muốn bạn Nam làm cái gì để cho bạn thuyết phục được bạn nè? Ai này mấy mày thấy là xấu thôi. Biết bao nhiêu mày thấy cha bộ. Thích đón cổng em được không? Cổng em. Bé. Bên dancer của chúng tôi cần một bạn nam bế được thân hình của bạn ạ. Mỏi lắm ạ. À. Bạn nam có thể lắm. Alo ạ, tôi xin cầm giùm cái ví bạn nam nha. Tôi xin cầm giùm cái ví bạn nam, càng làm chứng ngay chứ không chút nữa. Ôi, cái mắt bạn ví, mắt ví nó còn đổ thừa tôi. Rồi tôi cắt nè. Rồi, ok. Rồi, xin... Alo, rồi, bạn nam ạ. Rồi, wow. Bạn nào có thể cho mình mượn một cái áo khoác được không nào? Bộ này của bạn nào có cái áo khoác không? Cho mình mượn cái áo khoác được không ạ? Cho mình mượn một cái áo khoác được không ạ? Bạn nam cần một cái áo khoác ạ. Cái áo khoác không ạ? Cho mượn thôi. Rồi, được không nào? Mở ra nào. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, trẻ liền, trẻ luôn thêm cái bóp nữa. Cái bóp nữa. Rồi, xin mời bạn nam ạ. Rồi, không biết bạn nam làm gì đây ạ? Wow. Rất là đáng mà đó. Tuy mặt là người thương ạ. Cái này hết luôn. Rồi. Một, wow. Rồi. Thầy sai rồi. Hai ca tôi chín chín tôi lớn hơn đúng rồi. Không bé ơi đúng rồi. Không bé ơi. Rồi tôi nói này để MC nói nè. Cho dù như thế nào người ta xưng hô như thế nào tại người ta là chị, còn sau mối quan hệ người ta xưng hô thế nào kệ người ta. Chưa rồi ok. Chị muốn hỏi một câu là em yêu chị được không?
em nuôi chị được hay không? Mẹ con đi nè. Sao à? Hình người con mẹ của em cho mày nghe được cái mùi đó. Chuyện này rất là dễ thôi. Rồi. Không sao. Em không nuôi chị được, nhưng mà về em chỉ cần ngoan thôi, chị nuôi em. Một con trai của em đây à. Một con trai của em đây. Tất cả về để chị lo. Rồi. Rồi xin hai mẹ con sát vào nhau nè. Rồi. Tay mẹ nói đỡ lên môi bằng em à. Rồi tay bằng em. Đây đỡ đâu này. Bảy lắm nè, đỡ nó bảy lắm nè. Một tốt người ta. Rồi cùng tay bằng em đỡ đi bằng nữ nè. Hai bạn cùng nhau nè. Hai bạn nhìn nhau nè. Rồi, chúng ta cho nhìn nhau 10 giây nhé nào. Rồi, ở ngoài cổng cọc ta đếm 10 giây đúng không ạ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ từ, stop. Đừng chụp em, đừng chụp em. Rồi, mũi chạy nữa nào. Cảm ơn các bạn chứ nào. Rồi mỗi chân mũi nè, mỗi chân mũi nè. Rồi mỗi chân mũi như nào. Tráng, tráng chậm tráng nào. Không à. Chị của chị này còn ngại quá, chị này còn ngại. Rồi, thôi như này là ok với chị rồi. Ok bây giờ rồi, hai bạn có thể xoay lưng lại nào. Xoay lưng lại nào. Rồi, tất cả các bạn ngồi xuống nào. Rồi, hai tay của hai bạn nắm chặt vào nhau nào. Rồi. 2, 1, 2. Rồi, tôi xin được báo. Hai bạn, đây là một cặp của nhau. Chúng tôi hai bạn nắm cặp của nhau này. Rồi, ôm một cái luôn. Ôm một cái đi, ôm một cái đi, ôm một cái đi. Rồi. Yeah. 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 Yeah